18 khoảnh khắc đáng sợ trong cuộc sống khiến bạn hết hồn. Liệu bạn có đủ can đảm xem hết những bức ảnh dưới đây mà không cảm thấy rùng mình? Hãy bắt đầu với một vật thể lạ trong hộp kẹo. Nếu vẫn chưa thấm vào đâu thì hãy tráng miệng bằng lon nước này. Cùng với đó là một trái chuối rất giàu protein và dưỡng chất. Và ngồi bên cạnh một chiếc bàn cực kỳ sống động và gần gũi với thiên nhiên. Ăn xong rồi thì phải đánh răng chứ nhỉ? Những người thường có thói quen uống cà phê sẽ phải giật mình mỗi lần nhìn lại chiếc cốc của mình. Một số khác thì lại thích đi dạo một chút cho khỏe người, hoặc là bay nhảy một chút nếu bạn thích cảm giác mạnh. Còn với những người không hứng thú với thể thao thì chơi oằn tù tì tại đây khá là bay. Mùa hè sắp đến gần và có lẽ các hồ bơi sẽ là một trong địa điểm hot nhất đêm nay. Còn nếu đi xa tránh nắng thì ra biển có lẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Nếu bạn không biết bơi ư, thế thì xe đạp leo núi sẽ cho khuây khỏa. Cắm trại vào ngủ trưa giữa bốn bề thiên nhiên mang lại một cảm giác khoan khoái không gì bằng. Nếu những bức hình trên vẫn chưa đủ làm bạn rùng mình thì hãy chiêm ngưỡng chú bọ này. Đây là một trận chiến mà có lẽ là không ai có đủ dũng cảm để vào can ngăn. Khi nhận được ra rằng thứ sắp làm bạn rùng mình không phải là chú dế kia, những bức hình trên đã đủ làm bạn cảm thấy muốn bỏ chạy chưa? Nếu chưa thì xin chúc mừng, bạn là một người rất dũng cảm, không biết sợ hãi là gì.